Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vlog của mình ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta lại đồng hành cùng nhau trong quá trình khám phá khuất. Và nội dung hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đó là một số những cái mẹo hay ở trong khuất nhé. Vì đây là một hành trình tự học của mình, nên nếu có sai sót gì thì mong mọi người có thể thông cảm cho mình. Và cũng có thể để lại những góp ý của mọi người vào một bình luận để cho mình có thể biết được ý kiến của mọi người về video của mình nhé. Mình sẽ chia màn hình Word của mình này, vì hôm nay chúng ta sẽ học một số những cái mẹo hay. Nên bây giờ chúng ta lại dành ra một vài phút để khám phá lại những cái công cụ của Word trước nhé. Thì cái mẹo hay của chúng ta là gì? Ví dụ như là ở đây nhé, mình sẽ xuống một cái trang mới ở đây. Mình muốn kẻ một cái đường thẳng đúng không? Một cái đường thẳng thẳng đen ấy, thì mình sẽ làm như thế nào? Mình sẽ ấn ba dấu gạch và mình ấn Enter. Vậy là nó sẽ tạo cho mình một cái đường kẻ ngang mà mình không cần bất cứ cái vẽ hay là mình lại phải ấn liên tiếp thì nó rất là mất công. Mình chỉ cần ấn ba dấu gạch rồi ấn enter, ví dụ dấu sao nhá, ba dấu sao mình ấn enter nó sẽ tạo ra một cái đường chấm 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 như thế này cho mình. Vậy thì ba dấu bằng rồi ấn enter nó sẽ tạo ra một cái đường song song, hai đường thẳng song song với nhau. Thì đó là cái mẹo thứ nhất mà mình vừa học được nhé. Nếu mọi người biết thêm mẹo gì thì hãy nhớ để lại vào một bình luận để mình cùng biết nha. Rồi mình sẽ tìm kiếm thêm các mẹo tiếp theo trong Word.
vậy? Nước ngoài á. Dự kiến cho sản phẩm từ 7 đến 9 ngày. Hay mua cho mày trắng nhỉ? Mèo tiếp theo. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu là pet về link nhá. Ví dụ ở trong này mình muốn pet một cái link vào đây đúng không? Mình sẽ vào insert và hyperlink. Trong phần hyperlink này mình có thể insert cái cả cái một cái tài liệu này. Ví dụ ở đây mình sẽ insert cả một cái bản Word như thế này. Đó. Enter. Và khi mình insert như thế này mình chỉ cần ấn vào đây. Control click là mình có thể mở được cái tài liệu đấy lên rồi mà không cần phải quay lại màn hình hay gì gì cả.
Và mình cũng có thể chèn những cái link khác vào được nhá, không chỉ là cái hai cái link đó. Document. Lúc 8:13. Tạo mục lục. Tạo mục lục là quốc 5. Rename. Tám giờ 59 là đánh chữ nhanh. Cách đánh chữ nhanh word 7. Mình sẽ tải hai cái này lên Drive của mình nhá. OBS. Ví dụ như là mình sẽ chèn link khác nhé, hyperlink này, mình cũng có thể chèn chèn cái phần ví dụ như là trong cái bài Word của mình có những cái phần nào mình cần đưa lại, ví dụ như là lợi ích của sale đây. Ok, vậy là mình đã chèn rồi, khi mình ấn vào đây nó sẽ quay lại cái trang, cái phần lợi ích của sale cho mình. Thì đó là về phần link nhá.
Rồi, mình đã tắt mất máy rồi. Rồi. Chân váy nhung, quay lại xem cái shop này có chân váy không. Cái biết chili. Chân váy kaki, tại sao lại không có nhỉ?
bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu nhé. Sau khi mình đã tìm hiểu về link rồi đúng không? Chúng ta sẽ tìm hiểu một cái nữa, đó là cái gì được nhỉ? Mình sẽ chèn bức tranh vào trong hình dạng nhá. Ví dụ ở đây mình có một cái bức tranh như thế này. Mình sẽ chèn vào trong đây. Như thế này đúng không? Để chèn bức tranh vào trong hình dạng, mình sẽ chọn bức tranh này. Sau đó mình chọn cái chỗ crop này nhá. Mình chọn crop to shape. Ví dụ ở đây mình muốn bức tranh ở trong một cái hình trái tim. Thì mình sẽ chọn đến nữa. Hình trái tim. Trái tim đây. Đó, vậy là bức tranh của mình đã được đưa vào trong hình trái tim rồi đúng không? Tại vì cái bức tranh nó không rõ nên mình sẽ insert một cái bức tranh khác nhé. Đây là bức tranh của mình này. Mình sẽ insert vào trong một cái hình khác đi. Một cái hình, ví dụ hình mặt cười này đi. Đó thì nó sẽ được đưa vào trong một cái khung hình tròn như thế này đúng không? Cái mặt cười của mình đâu rồi? Một hình như thế này đi. Đó. Vậy là mình đã cắt được bức tranh của mình theo cái hình rồi đúng không?
Đó là về phần hình ảnh này, cắt ghép hình ảnh ở trong đây này. Trong hình ảnh này mình cũng có thể chỉnh sửa, ví dụ như là như thế này thì hình ảnh của mình nó sẽ được tương phản chiếu như thế này nhá, hay là hình ảnh như thế này. Đó, mình sẽ thu nhỏ hình ảnh của mình để cho các bạn cùng rõ hơn nhá. Đó, vậy là hình ảnh của mình đã được có một cái bóng ở bên dưới rồi đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ dành ra một ít phút để các bạn có thể thực hành được những cái nội dung mà chúng ta vừa cùng nhau học nhé.
và cái hình ảnh của mình cũng có thể chỉnh sửa những cái cách khác ở đây nhá. Mình có thể thêm ánh sáng này, ví dụ như tăng ánh sáng này hay là color này, mình có thể đổi màu sắc ảnh này, mình đổi sang màu hơi hơi hồng hồng một tí cũng được nhá. Và cái đường đường viền ấy, đường bo thì mình có thể bỏ đi như thế này đó. Và còn rất nhiều những cái hiệu ứng hay liên quan đến hình ảnh ở trong Word nhé. Thì mọi người có thể bỏ ra một vài thời gian hoặc là một chút thời gian trong ngày thôi để có thể tìm hiểu được những cái hiệu ứng hình ảnh này sao cho cái bản Word của mình đẹp nhất nhé. Sắp xong rồi chưa? Em ở ngoài kia, đang ở ngoài kia, không khí trong ngoài mấy hôm nay tiếp thêm rồi. Trong này đóng cửa chưa thế? Đừng quay nữa. Quay nốt hai cái bài thôi, không quay nữa phải làm bài tập. Thế là tối nay sang ăn thức khuya. Tao biết rồi mà, tao không báo cáo cho mày. Vậy là video của mình cũng xin được kết thúc tại đây và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha.